Rồi đây anh xếp kể lên đi anh. Tôi cũng như là cũng như bà con nhân dân đây rất phấn khởi vì thấy các chủ về quan tâm giúp đỡ tận tình cho các gia đình, thì tôi cũng thay mặt cho gia đình cũng như bà con lối xóm đây cảm ơn tất cả là các chủ bộ đội. Quá là xúc động mà bà, quá là cảm động vì nhờ các chủ giúp đỡ cho bọn bà nữa, thì bà mừng lắm. Phải nói rằng là lực lượng của vũ trang về với địa phương, các cán bộ chiến sĩ là xuống đã thực hiện giúp dân, giúp địa phương trong việc tổng dọn vệ sinh thì rất hiệu quả trong cái quá trình thực hiện và được bà con nhân dân hưởng ứng cùng với lực lượng chức năng để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ. Hiện nay thì cơ bản là những cái nơi mà lực lượng vũ trang đã đến thì gần như là tổng dọn sạch và đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường. Với quan điểm là cùng với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát cụ thể từng khu vực bị ngập lũ và những cái gia đình neo đơn thiếu cái sự giúp đỡ của cộng đồng, thì lực lượng vũ trang bộ nhân sự tỉnh, cán bộ chiến sĩ đã tập trung giúp đỡ để nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống. Anh, thiên.